Bữa nay chỉ mấy chú mấy bác cách bắt dừa, nó lộn bắt đuông dừa. Vừa bắt đuông dừa mà chứ vừa giới thiệu sản phẩm bình khí nhà họ Đoàn nữa. Đâu cho nó lòi ra đi cho anh em ta thấy nó nhanh nè. Nôn nóng vậy, phải từ từ vậy á. Rồi tạm dừng cái đi cho nó lòi ra rồi qua chiếc tỉnh khác. Nhanh nãy nó chuồng mất luôn hả? Đục quá chút xíu nữa. Chút xíu nữa xịt sữa. Nó chạy lên đó luôn hả? Ừ. Nhanh dữ vậy. Cái chặt má phục vô đây đụng nó chặt sữa uống. Chặt sữa uống. Ôi giời, nó ăn cà dòng hôm nay hả? Ôi giời. Đục quá trong cái bẹ này nhiều ghê không? Nó trốn không đó hả? Ừ, để tôi cắt cái bẹ này. Cái bẹ này mà nó lên trên tay luôn. À, ở trên có một con lòi ra kìa. Đó. Sao tao thấy cái mặt của con trong đó không? Bậy. Đó, lòi ra này. Bắt đi, để nó chạy. Bắt nó luôn, để nó chạy. Trời ơi. Ui, nó to. Ui giời, nó to. Rồi nó chạy. Ui, nó chạy. Nó to, nó bự. Để cho nó bò ra luôn. Ừ, thọt cho nó chạy ra. Đường nó khô trống nó không ra. Rồi. Mày không ra bưởi. Một em. Tô kìa, tô kia, tao đít kìa. Bỏ vô đít đi. Cái này ăn được nè, ăn ngon lắm á, ăn được ngủ được mà dậy không được nha bà con. Đun dừa. Má trốn đây. Đó. Đục ai vậy biết rồi. Con thứ ba. Đồ trúng cái đầu nó rồi. Con này nè. Ừ, con này mới non nè. Lượm nó thôi. À, nó không chịu ra. Nó chưa chịu. Con này là con già đó, nó thành hình rồi nó bay đó. Con này con nè. Con này ăn được nè. Con thứ tư trong cây dừa. Ba chả bứa luôn. Á hay. Trốn từ nơi trong này. Bóc đi sợ nó cắn hả? Nó cắn. Cái tay mình tính ra nó mềm hơn cây dừa cho nên cẩn thận. Nó thùng nó mà. Sợ nó cắn hả? Cắn nó hại rằng nó thấy nó lạnh đó mà. Ừ. Tay mình mềm hơn cây dừa. Đó, lượm. Rồi con thứ 6. Con thứ 6. Quay phim cái. Á, bể hết con rồi uống ghê. Ồ, chà xịt sữa hết con rồi. Không phải, nó bị bể đầu. Rớt. Bắt cái con già này không? Con già này bắt không? Ô, nó chạy kìa, con nó chạy trong kìa, nó lòi đít ra đó. Con già này giết đầu đây, để nó đẻ ra nữa. Nó mất hết rồi. Đó. Ui, nó cắn. Mày hả bự. Con già nó ăn được không ta? Được hả? Bậm chết rồi. Đó. Đó, nó nhúc nhích lên kìa. Đó. Ui, còn thứ 10 mấy rồi. Đây còn 3 cái. Trời ơi, cả ổ luôn. Nó còn nhúc nhích trên kia nữa kìa. Đó. Đây con nhúc nhích nữa nè. Mình cũng tham gia bắt con coi. Ui, ớt quá. Nó còn nhúc nhích dưới đây nữa nè. Đây nè. Đó. Mày hả bưởi. Dục cái nào không có lòi ra nữa, lục dục đi, dễ kiếm con khác. Đây nó còn nhúc nhích ở dưới lên nè. Ở đây nè. hết chưa? Hạ cái đầu xuống đây đem vô nhà kiếm cái đó sau, còn kia kiếm cái kia trước. Ơi rồi, như đây đủ rồi, không quay nữa, như đây là đủ rồi, bà con đã thấy rồi.